Mở đầu chương trình là bản tin cho biết là Tổng thống Donald Trump tuyên bố người kéo đổ tượng đài có thể nhận bản án lên tới 10 năm tù. Tổng thống Donald Trump cảnh báo nghiêm trị bất cứ ai phá hoại các bức tường hoặc là đài tưởng niệm ở Hoa Thịnh Đốn. Ông nói rằng mức phạt có thể lên tới 10 năm tù. Trong một tin nhắn vào tối ngày thứ Hai, Tổng thống viết rằng nhiều người tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn đã bị bắt giữ vì tội phá hoại đáng hổ thẹn đối với công viên Lafayette. Bức tượng của Tổng thống Andrew Jackson tuyệt đẹp, cũng như là nhà thờ St. John bên kia đường. Theo đạo luật bảo tồn tưởng niệm cựu chiến binh, thì tội đó tương đương với 10 năm tù. Trước đó thì hàng trăm người biểu tình đã tập trung chung quanh bức tượng của cố Tổng thống Andrew Jackson tại công viên Lafayette gần Tòa Bạch Ốc, chằng dây thừng xung quanh bức tượng với ý định là kéo đổ bức tượng này. Họ thậm chí đã phun sơn dòng chữ kẻ giết người lên bức tượng. Tuy nhiên, nhân viên an ninh của công viên đã dùng hơi cay để trấn áp và giúp bức tượng không bị kéo đổ. Trong một tin nhắn khác thì Tổng thống viết rõ ràng rằng ông đã ủy quyền cho chính phủ liên bang bắt giam những người phá hoại bất cứ đài tưởng niệm, bức tượng hoặc là tài sản của liên bang Hoa Kỳ với tối đa là 10 năm tù. Theo đạo luật bảo tồn tưởng niệm cựu chiến binh, làn sóng biểu tình chống phân biệt chủng tộc và bạo lực của cảnh sát bùng phát sau cái chết của George Floyd, người đàn ông đã bị ghi chết tại thành phố Minneapolis. Những di tích từ thời nội chiến hoặc gắn liền với chế độ nô lệ và sự xâm chiếm thuộc địa của người châu Âu bỗng trở thành nơi trút giận của đám đông. Cố Tổng thống Andrew Jackson tại vị từ năm 1829 đến năm 1837 đã từng sở hữu hơn 500 nô lệ trong cuộc đời. Một bức tượng khác của ông tại thành phố Jacksonville, Florida cũng đã bị phá hoại bằng sơn đỏ vào tuần trước. Tổng thống Donald Trump đã đề nghị lãnh đạo địa phương phải mạnh tay đối phó với biểu tình, thậm chí đe dọa áp dụng đạo luật chống nổi loạn, cho phép điều động lực lượng vũ trang trên lãnh thổ của Hoa Kỳ.